Cửa hàng Hoa Lan Minh xin chào cô chú. Và ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên con xin giới thiệu với các cô chú, đây là cái mặt hoa cát châm thông fancy. Và các châm thông fancy thì hôm nay cửa hàng bên con đang bán ra cho các cô chú mình về sưu tầm là 120.000 một chậu. Và cô chú có thể mình mua hai chậu mình ghép lại thành một, và giá combo hai chậu thì bên cửa hàng bên con bán ra cho các cô chú mình sưu tầm với giá tiền là 200.000 cho một cặp cho cô chú. Và cái châm thông này mặt hoa của nó rất là to, cực kỳ to cô chú. Và số thỏ bên con là 0908 846 804, địa chỉ nằm ở phường 4, Tuyến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Và sau đây con sẽ cho cô chú mình xem một số cái hình cây của nó. Đây, và đây là cái hình cây châm thông nè. Tại vì bây giờ con chưa có trồng lại thành chậu á, nên cái cây nó bị ngã nghiêng như vậy nè. Cô chú mình về mình sẽ lấy một số dây á, mình niền nó xung quanh là gì thì cây sẽ đứng lên rất là đẹp nha cô chú. Và có thể mình mua là hai chậu về để mình ghép vào thành một, để cho cây mình thành bụi to rất là nhanh. À, đây là cái hình cây nè, đã xuống rễ và cô chú mình nhìn một số cái mầm đang lên rất là nhiều luôn. Đồng giá là 120.000 một chậu, và một cặp thì sẽ có giá tiền là 200.000 cho một cặp nha cô chú. Đây là các châm thông fancy, bụi của nó thì mình trồng thì sẽ rất là màu lớn, cây cực kỳ khỏe luôn. Đó. Đây là mầm rất là nhiều nè, và con chỉ có một vài chậu đi cho các cô chú mình sưu tầm thôi. Và số thỏ của con là 0908 846 804 nha cô chú. Còn địa chỉ thì nằm ở phường 4, Tuyến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Đây là các châm thông đó. Rất là đẹp nha cô chú, cây cực kỳ khỏe luôn. Và sau đây con cho cô chú mình xem kỹ hơn một số hình cây của nó nè. Đó, đã xuống rễ nha cô chú, cây là cực kỳ khỏe luôn, đã bám rễ rồi, rất là lực. Mua về thì mình chỉ việc là mình cắt bớt một số sợi dừa và một số cái rễ hư ra thôi, mình trồng lại.